Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Ngày hôm nay ngày 15 tháng 6 năm 2019, em lại tiếp tục làm một cái video đánh giá tổng thể tất cả những cái xe đạp hiện có em đang về trong cửa hàng ngày hôm nay. Thì đợt này thì có một số xe rất là đẹp, là xe touring các thứ, touring rồi đua rồi địa hình, rồi touring nhật bãi rất là nhiều về nhiều. Thì em sẽ làm một cái video tổng thể đánh giá chi tiết nhanh sơ qua cho các bác xem ngay bây giờ. Và bây giờ là mời các bác theo dõi. Một số xe đạp Nhật bãi, touring Nhật bãi, Lugano, rồi Zipway, rồi Momentum, rồi Cuda Bloom, Dassolai, Galopea, Fuji, Lugano, Dassolai, Saikao. Touring Check 7.3, 7.3 FX. Và một số xe địa hình leo núi. Rồi hôm loại em về cũng về một con cam. Thì hôm nay tiếp tục về một con cam nữa. Thì cũng y xì con hôm loại, cũng đồ 1.5. Địa hình Lê Tôn, địa hình Chia Khe, Merida. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiến hành đánh giá chi tiết từng chiếc xe một. Chiếc đầu tiên là chiếc xe đua hiệu Giant OCR 3300. Giant OCR 3300 cấu hình là càng nhôm, càng đằng trước do khung nhôm, tay đè Sora, đùi đĩa Shimano. Đấy, đùi Shimano đời mới. Rồi đè đằng sau cũng là đè Sora luôn ạ. Con này 9 níp. Đánh 700C. Cụm phanh, hàm phanh là Clarit. Viên Giant có hơi rách một tí ở mõm, rồi không vấn đề gì. Rồi về sau là đẹp, sơn thì đẹp như nguyên. Tiếp theo là con xe đua cấu hình khá là khủng, đó là cấu hình đè 1.5, tay lắp 1.5 Merida Lampre. Merida Lampre thì các bác có thể lên Google hoặc YouTube gõ thêm Merida Lampre để biết thêm về cái đánh giá con review con này. Thì con này thì được rất là nhiều cái đội đua của trên thế giới ở nước ngoài như ở Mỹ hay là châu Âu sử dụng chiếc Merida này để phục vụ cho các cái giải đua. Đấy, thì con này thì em cũng thấy rất là ngon thì em nhập về. Thì cấu hình của nó là đùi trục rộng FSA, đạt đĩa 1.5, đè 1.5. Và quên em chưa báo giá chiếc xe này. Chiếc xe Zan OCR 3300 này là cấu hình tay lắp Sora, đùi đĩa Shimano đời mới, đè Sora 9 lít, khung nhôm, càng nhôm, bánh 700C, đang được bán với giá là 7.9 triệu bao ship toàn quốc cho các bác. Và tiếp tục con xe này là được rất nhiều đội đua trên thế giới sử dụng vào các cái giải đua. Đó là con Merida Lampre, cấu hình là 1.5, tay lắp 1.5. 1.5 thì các bác biết thì nó là quá là cao cấp rồi. Nó chỉ sau có Ultegra và đua dây thôi. 1.5. Cùng phanh là chính hãng Merida luôn. Cùng phanh có chữ Merida. Càng nhôm, khung nhôm, khung 1.5. Bánh con này thì được trang bị một cái bánh cặp hiệu Shimano giò 500, bánh cặp nguyên cặp của Shimano luôn. Bánh nguyên cặp của Shimano. Lốp của con này là cũng là khá, lốp rất là tốt, lốp mà một đôi là nguyên cặp Michelin. Tóm lại là con này rất cấu hình rất là ngon.
đè cùi đè 105, gạt đĩa 105, đùi đĩa nhôm, trục rỗng FSA của Mỹ, 11 tầng clip. Nước sơn thì còn khá đẹp. Con này em đang bán với giá là 11.500.000, bao ship toàn quốc cho các bác. Con này càng carbon các bác nhé, càng carbon khung nhôm, lốp đằng trước đằng sau Michelin, bánh cặp giờ 520. Và tiếp theo là một con địa hình leo núi. Con này cấu hình cũng khá là khủng. Đầu tiên là cọc in carbon khung nhôm. Thì trước em cũng có một con leo núi hiệu Chiake này rồi, nhưng mà con đấy thì được, con đấy thì không bằng cấu hình, để nói cấu hình không bằng con này. Và đùi đĩa trục rỗng DOJXT. Đấy, crankset là DOJXT, tức là cái đùi này là đùi DOJXT, thì cái đùi này nó là quá là gọi là gần như chùm cuối ở trong cái đùi địa hình rồi. Đấy, 11 tốc độ. Clip đằng sau là clip SLX. À quên ạ. Bộ đè là bộ đè Shimano SLX, clip 11 tầng. Bánh 26 inch, lốp Maxxis. Cọc yên carbon. Khung nhôm. Đấy, đùi đĩa DOJ trục rỗng XT 1 đĩa. 11 clip, dòng này là chuyên cho leo núi, Mayer bi vào. Nhưng cối không ơi, cối con này là cối bình không nổ. Giảm sóc trước là giảm sóc dầu thủy lực, bánh Mayer bi vào. Tay bấm chuyển số cũng là Shimano SLX luôn. Camera lấy led hơi chậm một tí. Shimano SLX. Con này em đang bán với giá là 6.900.000, bao ship toàn quốc cho các bác. Nước sơn thì khá đẹp. Tiếp theo là địa hình hãng của hãng Benetton. Và đây là một thương hiệu của Nhật. Địa hình Bridgestone, thương hiệu của Nhật. Phanh dầu, đùi đĩa trục rỗng và low wheel. Bridgestone, thương hiệu của Nhật. Bộ chuyển động Shimano Acera, tay Acera. Phanh dầu giảm sóc thủy lực. Đây các bác thấy đấy à. Có chữ tem Benetton Quality, cũng là được kiểm soát chất lượng bởi Benetton. Viên là Benetton còn khá là đẹp, riêng người nặng. Đùi đĩa trục rỗng, low wheel, gạt đĩa Acera, Shimano Acera đều đã đứng trên Tourlay, trên Antut. Đè Acera 9 nít. Bánh Acera khung nhôm. Giảm sóc dầu, thủy lực. Sơn thì còn khá là đẹp. Ok luôn. Con này em đang bán với giá là 5.900.000, bao ship toàn quốc cho các bác. 5.900.000, bao ship toàn quốc cho các bác. Tiếp theo là một con Zion ATX 770. Cũng là đã được độ lên đã được độ lên dòng leo núi, đó là phanh cơ truyền thống. Nhưng mà để mà phanh cơ này thì nó cũng ngon hơn phanh dầu, nếu như mà dùng để đi phượt thì nếu như hỏng hóc thì rất là dễ sửa và gần như là không hỏng luôn. Còn nếu phanh dầu mà đi phượt mà đứt dây dầu hay là vào vấp vào đá hay là cái gì ấy, thì phanh dầu thì tôi thường chỉ để cho đi trong phố thôi. Còn nếu mà đi phượt thì các bác nên chọn phanh cơ hoặc phanh V, thì sẽ phanh đĩa cơ hoặc là phanh V thì sẽ ngon hơn rất là nhiều. Mayer bi vòng. Phanh cơ Avis chính hãng của Mỹ luôn. Đấy, Avis xịn này. Phanh cơ nhưng mà phanh cơ xịn, rất là dễ sửa chữa, giảm sóc dầu. Yên này cực êm. Yên dày, êm ái. Dòng này cũng là chuyên được cho là dòng leo núi. Cho nên là một đĩa. Đùi đĩa trục rỗng XTEN một đĩa. Bộ đề sau là bộ đề DOJ XT. Nó còn đắt hơn và nó còn tốt hơn cả bộ đề DOJ nữa. Đấy. Lốp là lốp 26 x 2.2, quả lốp 26 x 2.2.
ăn 6x. Mày ơi, bạc ạ, con này đã được chủ cũ nâng cấp lên, chuyên cho dùng leo núi. Bộ tay đè là bộ tay đè DOG, một đĩa 10 lít, 2, 4, 6, 8, 10, một đĩa 10 lít, chuyên cho dòng leo núi. Gian ATX770 đã độ lên cấu hình cao cấp để chuyên cho dòng leo núi. Chiếc xe này em đang bán với giá là 6,2 triệu, bao ship toàn quốc cho các bác. Gian ATX770 bác nào muốn cấu hình chi tiết thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975709943 trên màn hình. Tiếp theo là chiếc địa hình Lý Sơn. Lý Sơn thì trang bị cấu hình full Alivio. Cái cấu hình Alivio này thì được rất nhiều các bác bui cái xe gọi là xe touring mà lựa chọn, đó là cấu hình full Alivio, tay bấm Alivio, phanh dầu Shimano, giảm sóc dầu, túi đĩa trục rỗng Alivio, gạt đĩa Alivio và đè Alivio. Alivio này thì nó tốt hơn Antut, tốt hơn Touring, tốt hơn Aceza, tức là đứng từ là thứ tư thứ năm ở dưới lên. Và cái cấu hình bộ group này thì được các bác cái vui xe touring rất là ưa chuộng. Địa hình Lý Sơn. Tiếp theo là một số các xe địa hình giá rẻ từ 3,8 triệu cho đến khoảng 5 triệu, thì em cũng đã giới thiệu trong nhiều video tổng hợp gần đây rồi. Các bác muốn mua xe thấp tiền hơn thì các bác nhắn Zalo cho em, hoặc các bác có thể quét cái mã QR này. Thì luôn luôn ở trong các cái video thì em đã hướng dẫn các bác quét mã QR rồi, các bác có thể tạm dừng màn hình để quét mã QR này. Xe dài các cái xe em mình có. Tiếp theo là đến những xe Nhật bãi. Xe bãi Nhật thì đầu tiên là con ZFX này, con này em đang bán với giá là 5,5 triệu, bởi vì con này bãi Nhật đã qua sử dụng tại trường Nhật, 5,5 triệu. Check, touring check. Tiếp theo là con Nuigano. Tất cả những xe bãi Nhật này thì giá nó vào tầm khoảng từ 5,5 triệu đến 7 triệu tùy từng xe. Tiếp theo là con Jeepway, touring Jeepway bãi Nhật, cấu hình của những cái thằng bãi Nhật này thì hầu như là 2 hoặc 3 đĩa và 8 lít. Đấy, phanh là tất cả đều là phanh V. Mà xe bãi Nhật thì không có phanh đĩa, các bác lưu ý. Xe bãi Nhật là tất cả phanh V, Touring Fuji này, Touring Nuigano này, Touring Petroline hiệu Mỹ này, Petroline Globe này, Buda Bloom này. Touring Momentum, Jeepway cấu hình đùi Shimano, đè Antos. Trong này chỉ còn một con Touring thôi, chỉ còn một con Touring Merida, con Touring Jeepway. Cấu hình con này thì gấu nhất là Meyer Claris, đè Claris. Thì các bác nào muốn hình chi tiết thì nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975709943. Đè Alivio Meyer Shimano Claris, phanh Shimano, Touring Nhật bãi, cấu hình phanh V, 2 đĩa 8 lít, hầu như là tất cả đều là 2 đĩa 8 lít. Đó, đây là một loại Nhật bãi dành cho các bác thích Nhật bãi. Nhật bãi thì chỉ có cấu hình 700C, 2 đĩa 3 lít, 2 đĩa 8 lít, 3 đĩa 8 lít, rồi phanh V thôi, không có phanh đĩa, không có phanh dầu. Đấy, còn đây là các cái xe địa hình cấu hình cao từ các bãi nước ngoài khác. Gian, rồi BS Tôn, Cam 105 giá 9,8 triệu. Merida xe của đội đua giá 11,5 triệu. Các cái xe địa hình leo núi khác có xe giò ngoài kia. Và ngoài ra em còn bán đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng như của Thụy Sĩ, đồng hồ các thương hiệu nổi tiếng Thụy Sĩ, Nhật Bản và Nga. Thì các bác nào quan tâm đến đồng hồ thì các bác lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ để xem các cái mẫu đồng hồ này, và liên hệ số Zalo ở trên kênh Kiên Đồ Cũ. Đấy, các bác quan tâm đến đồng hồ đeo tay Nhật Bản, Nga thì các bác
lên YouTube tìm kênh đồ cũ. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.